Rồi, mời lớp mình vào lớp ạ. Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập trị liệu cột sống lưng và giúp cho chúng ta thon gọn toàn thân. Một chút cho vai gáy. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Thả lỏng hai tay đặt trên gối. Thả mềm đôi vai. Hơi cuộn mông hướng xuống thảm. Chìm sâu vùng hông, lưng và vai. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng. Và thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu, vươn dài các đốt sống lên nọ. Từ từ thở ra thật chậm, giãn mềm các đốt sống xuống, chìm sâu, thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thả hết những thán khí ra bên ngoài. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Từ đây, vẫn vươn dài các đốt sống vùng lưng, ôm sát bụng lại, đóng nhẹ khung sườn. Đưa khí và oxy tươi về đáy phổi và hít thật sâu. Quan sát ngực và khung sườn được nở ra tứ phía. Từ từ thở ra thật chậm, nhả hết những cặn khí ở đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết ra. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, từ từ thả lỏng nữa, thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, nhả các cơ. Thả mềm các đốt sống, thả lỏng cơ thể. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận mỗi nhịp hít vào. Có một luồng khí và oxy tươi tràn ngập khắp cơ thể. Mỗi nhịp thở ra, cảm nhận những mệt mỏi, lo lắng được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít thật nhẹ và thở ra thật êm. Quan sát nhịp thở, thả lỏng tâm trí, nhịp thở và hơi thở của bạn.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Tác ý của bàn tay. Nóng hơn chút nữa. Hai tay áp vào vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Hai tay đan vào nhau, hít vào bạn phương cánh tay cao qua đầu, đẩy căng lồng ngực, cuộn mông xuống thảm. Thở ra, chắp tay lại, hai ngón trỏ duỗi đàn tay đánh cong lưng, cuộn mông hướng về rốn, quan sát mềm vai, mềm cánh tay. Hít hai đàn tay vươn dài cơ thể, nâng ngực, cuộn mông. Thở ra, hai tay đàn lại, hai ngón trỏ duỗi thẳng, cuộn tròn lưng, mềm vai, nâng gối, quan sát cột sống gáy cổ, kéo giãn. Hít ba, đàn tay vươn dài cơ thể, nâng ngực, cuộn mông xuống thảm. Thở ra đánh cong lưng, đàn tay hai trỏ duỗi thẳng, mềm vai, cuộn xương cụt hướng về rốn. Hai lần nữa hít thật sâu, đàn tay lật ngửa, đẩy căng lồng ngực, cuộn mông xuống. Từ từ thở ra đánh cong lưng, duỗi cánh tay, trỏ duỗi thẳng, mềm vai, cuộn xương cụt não. Một lần nữa, hít thật sâu. Nâng ngực lên, rất tốt, cuộn mông xuống. Từ từ thở ra duỗi thẳng cánh tay, duỗi trỏ, cuộn xương cụt về rốn, mềm vai. Rồi từ đây, hít vào, bạn vươn tay, nâng lên, tách tay. Thở ra thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người qua bên phải, thở ra tay trái gối phải, tay phải phía sau. Xoay cằm hướng vai phải, mềm bàn tay xuống. Đưa ý thức về vùng cằm. Hít thật sâu, xoay cằm sang trái. Thật chậm, thở ra xoay cằm sang phải. Quan sát cột sống được vặn xoắn. Quan sát sự di chuyển của các cơ vùng cổ. Hít sâu, xoay cằm sang trái. Từ từ thở ra sang phải. Hai lần nữa. Hít vào sang trái và thật chậm thở ra sang phải. Một lần nữa, hít sâu sang trái và nhẹ nhàng thở ra sang phải. Rồi từ đây chúng ta nhấc tay phải lên, đưa tay phải qua eo lườn trái, tìm đến bắp đùi trong của chân trái, xoay mềm vai phải, rồi xoay cằm mở ngực phải, cuộn mông hướng xuống thảm, quan sát vùng lưng dưới, lưng giữa được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào xoay cằm hướng về phía trước, mềm vai phải xuống, thở ra chìm hông xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, tách hai tay, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, xoay người sang trái, tay phải gối trái, tay trái phía sau, mở ngực trái, mềm vai trái, xoay cằm, cuộn mông hướng xuống thảm. Đưa ý thức về vùng cằm,
hít sâu xoay cằm sang phải. Từ từ thở ra sang trái. Hít hai sang phải. Và thật chậm thở ra sang trái. Hít ba sang phải. Chậm chậm thở ra sang trái. Một lần nữa hít sâu sang phải. Và mềm mại thở ra sang trái. Rồi mềm trỏ vào vai phải của bạn xuống, đưa tay trái qua eo lườn phải, tìm đến đùi trong của chân phải nếu có thể, mở ngực trái, chìm cùi trỏ tay phải, hít vào xoay cằm sang bên phải, thở ra mềm hông, lưng, vai, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, một, tách hai tay, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Rồi chúng ta trở về trong tư thế cái bản. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Nhẹ nhàng hít thật sâu, cuộn xương cuột lên, chũng thắt lưng, rút rốn, mềm vai, duỗi ngực, gửi vai ra tay. Thở ra cuộn đỉnh mông xuống thảm, cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào, rất tốt. Trải rộng lòng bàn tay ra. Hít thật sâu, quan sát sự di chuyển của các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu hơn. Hai lần nữa. Hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thở hết ra. Một lần nữa hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm thở hết đi nào. Rồi từ đây chúng ta đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập, đốt sống cổ thẳng hàng đốt sống lưng. Hít thật sâu, bạn bước chân phải sang ngang, mũi chân phải hướng về phía trước. Thở ra chúng ta chống 10 đầu ngón tay lên. Rồi mềm vai và trỏ, đưa mông về phía gót chân bên trái. Rồi hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm, hạ mềm bàn tay xuống, hạ vai, chìm hông, lưng, quan sát toàn bộ đùi sau chân phải được kéo sẵn, quan sát vùng hông, mông sâu và lưng dưới được kéo sẵn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống vùng lưng, hông và xuống tận vùng chậu. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, nhả mềm các cơ. Lần hai, hít thật sâu, nới lỏng bàn chân phải. Từ từ thở ra thật chậm, mềm hông, lưng, vai. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết đi nào. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước. Rồi di chuyển, lát mình nhìn nha. Chỗ này phải để ý không là lát nữa là ngồi lên chân ấy. Di chuyển chân trái vào trong đó. Sau đó đẩy hông ra sau, thở ra hạ mông, trở về thảm. Lúc này là chân ở phía trong, lòng bàn chân trái ở phía trong, bắp đùi phải. Đúng rồi đấy ạ, chúng ta đang làm đúng. Hít sâu hai tay vươn lên, thở ra hạ tay trái xuống thảm. Hít vào xoay vai phải, đẩy hông lướt toàn bộ thân người nâng lên. Thở ra xoay vai hạ mông trở về. Hít vào vươn tay nâng sang bên phải. Thở ra gập thân người xuống chân phải. Khép cằm lại,
Hít vào, vươn tay nâng lên, chống tay trái ngang hông trái, vuốt mũi chân phải, thở ra đào chiều đẩy hông, nâng thân người lên. Hít sâu, hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người xuống chân phải. Hít vào, vươn thân người nâng lên, hạ tay trái ngang hông trái, vuốt mũi chân, thở ra lướt toàn bộ thân người nâng lên. Hít vào, hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người xuống chân phải, mềm vai xuống. Hít sâu, lướt thân người nâng lên, hạ tay trái ngang hông trái, vuốt mũi chân, thở ra xoay hông, vươn vai đẩy ngực, lướt thân người lên. Hít vào, hạ mông trở về thảm, xoay người qua phải, thở ra gập sâu thân người xuống chân phải, mềm vai khép cằm lại. Một lần nữa hít sâu, vươn hai cánh tay nâng lên, thở ra xoay người sang trái, hạ tay trái vuốt mũi chân, đẩy căng thân người lên, duỗi giãn toàn bộ cơ thể. Hít vào, xoay vai, hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, khép cằm lại, duỗi căng toàn bộ đùi sau chân phải, mềm vai xuống, quan sát sự căng giãn. Hít thở đều và thả lỏng ở mỗi nhịp thở ra, quan sát biên độ vùng hông, lưng, năm, mềm hơn nữa, bốn, tốt, ba, hai, một. Nhẹ nhàng hít vào, vươn dài cơ thể, nâng hai tay lên, thở ra hạ bàn tay trở về thảm, di chuyển hai tay về phía trước, thu chân phải trở về, nâng hông lên, tiến hai tay về phía trước, co gối trái, thu trở về trong tư thế cái bàn. Từ đây, nhấn lực về hai bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, duỗi hông cuộn mông xuống. Hít sâu, bước chân trái sang trái, mũi chân hướng về phía trước, thở ra chống 10 đầu ngón tay. Kéo mông về gót chân bên phải, mềm hông cuộn xương cụt xuống. Cái này rung cuộn xuống nhẹ, cuộn sâu. Quận sâu, đúng rồi chị Hồng, mềm vai xuống. Rồi thả mềm bàn tay, hạ mềm vai, khép cằm thu về cổ, quận xương cụt hướng xuống thảm. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống và quan sát đùi sau chân trái căng giãn. Nhẹ nhàng hít thật sâu, nới lỏng nhả cơ của đùi chân trái. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm các cơ xuống, thả lỏng. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, nhả mềm đôi vai, thả lỏng hai cánh tay và toàn bộ hông và lưng dưới. Lần ba, hít vào thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng, bạn thở hết nào. Tiếp tục nhả cơ vùng đùi trái hơn nữa. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra, chúng ta nhấc cái bàn chân phải lên, thu nó vào phía trong. Đúng rồi. Sau đó kéo mông về phía thảm. Lúc này, bàn chân trái sẽ hướng về bắp đùi trong của chân phải. Đúng không ạ? Rồi, hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, xoay người qua phải, hạ tay phải xuống thảm. Vuốt mũi chân trái, hít sâu, lướt tay trái, đẩy hông, nâng thân người lên, xoay vai, đẩy ngực. Thở ra, hạ mông trở về thảm. Hít vào, vươn hai tay, nâng thân người, vươn lên. Xoay người qua trái, thở ra, gập sâu thân người, hướng xuống chân trái. Mềm vai, quan sát cột sống được kéo giãn. Quận chìm hông, đẩy hông ra sau. Hít thật sâu, duỗi ngực, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra hạ tay phải xuống thảm, duỗi dài tay trái đẩy hông thân người lướt lên nào. Hít sâu hạ mông trở về thảm,
thở ra gập sâu thân người hướng xuống chân trái, rất tốt. Hít vào vươn hai tay nâng lên, hạ tay phải, thở ra vuốt mũi chân lướt toàn bộ thân người nâng lên đảo chiều hơi thở. Hít sâu hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người xuống chân trái, duỗi dài hông ra phía sau. Hít vào duỗi ngực, nâng thân người lên, xoay vai hạ mềm tay phải, thở ra lướt thân người nâng lên, rất tốt. Hít vào hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người xuống chân phải. Hai lần nữa hít vào vươn thân người lên, hạ tay phải xuống, thở ra vuốt mũi chân, xoay hông, đẩy thân người lên. Hít sâu hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người, duỗi lưng ra, hạ cái lưng giữa xuống, Luyến ơi gù lưng rồi. Một lần nữa hít vào duỗi thẳng thân người lên, hạ tay phải, thở ra duỗi dài thân người, đẩy hông nâng lên, kéo sương mù về xương ức. Hít vào hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Một lần nữa hít vào duỗi cánh tay nâng thân người lên, thở ra hạ tay phải duỗi dài cánh tay trái, xoay hông nâng thân người lên, kéo sương mù về phía xương ức. Hít sâu xoay vai hạ mông trở về thảm, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, hạ lưng chen lên xuống một tí nữa chị Hồng, khép cằm lại, duỗi hông ra phía sau, mềm vai xuống, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về cột sống, hít thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Nhả mềm các đốt sống vùng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, hít thở đều và giữ ở đây 5 4 3 2 1. Nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng thân người, vươn hai tay nâng lên, thở ra hạ bàn tay trở về thảm, thở hết ra chống bàn tay, thu chân phải trở về, thu chân trái trở về, rồi hạ bàn tay trong tư thế cái bàn. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, di chuyển hai tay về phía trước, từ từ thở ra. Chúng ta để ý nhé, cái đầu gối này với cái hông nó sẽ thẳng hàng với nhau, để làm sao lát nữa chúng ta hạ cái tay vai xuống thì chúng ta sẽ mở được cái ngực và cái vai rất là dễ chịu cho cái vai. Thở ra này, chúng ta đưa rốn về gần đùi này, từ từ hạ mềm tay này, rồi đẩy cái hông cuộn này, hạ trán mũi này, di chuyển tay tiếp này, đúng không ạ? Đúng rồi đấy chị Hồng, sao cho cái đầu gối và cái hông thẳng hàng. Đẩy mông ra sau nữa đi chị Vân, hạ ngực xuống, hạ cái ngực, duỗi thẳng cánh tay, đúng rồi, tốt, đúng rồi, cái lưng nó được duỗi ra, cái vai và rất là tốt cho cột sống, rất là tốt cho vai. Xuống đi Yến, nữa, xuống, hạ hẳn trán mũi xuống, duỗi thẳng cánh tay ra. Rồi, tiếp tục chúng ta đưa ý thức về hơi thở, tách hai tay rộng ra nữa đi Yến, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu, nhả vai nữa nào, nhả lưng ra, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Có thể nhấc chán, duỗi dài và hạ mềm xuống. Một lần nữa, hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lòng bạn thở hết ra. Rồi từ đây, nhẹ nhàng thu hai tay về, ngang mang tay, hạ mềm cùi trỏ xuống, hạ mềm cùi trỏ xuống nó chắc tay đã. Sau đó chúng ta mới nâng thân người lên, nó sẽ dễ hơn á. Sau đó di chuyển hai tay về phía trước. Rồi, cái chỗ này lớp mình nhìn trước nha. Level 1 của những người yếu tay vai hơn thì chúng ta có thể nằm như thế này, được không ạ? Và bắt đầu hít thì cuộn lên như thế này, thở thì như thế này. Level 2 của những người khỏe hơn, chúng ta đang ở tư thế này, chúng ta sẽ đưa tay sang hai bên như này, được không ạ?
Sau đó hít vào, chúng ta đẩy người về trước này, thở ra này, trùng này, trùng trọ này, sang trái và sang phải, đúng không ạ? Nó sẽ khỏe tay hơn, đúng không ạ? Rồi, huyền, hương, luyến sẽ làm level 2. Còn đâu còn lại chúng ta sẽ làm level 1. Rồi, level 1 chúng ta sẽ đang ở đây rồi, chúng ta sẽ đẩy về nhân sư, hạ hông chìm xuống như thế này. Được chưa ạ? Hít vào thì đẩy lên, thở ra thì khép lại. Rồi, level 2. Hạ mềm xuống đi ạ, đến đây đi ạ. Rồi, chuẩn bị nào, hít vào sang trái, level 2. Level 1 thì đẩy lên, thở ra. Hít vào, tiếp tục. Và thở ra. Đúng rồi, tốt lắm. Hít vào, tốt, đúng rồi. Và thở ra, tốt. Một lần nữa, hít sâu. Và thở ra. Rồi, từ đây hít vào trở về giữa. Hạ trán mũi xuống thẳng. Tất cả đều hạ trán mũi xuống. Duỗi dài hai tay sang ngang, vuông góc. Thở ra, thu tay phải về ngang ngực. Co gối chân phải lên. Rồi nhấc gối phải lên. Lật người, bước chân phải qua bên trái. Hạ mang tay trái xuống thảm. Đúng rồi, thu tay phải về ngang ngực. Hạ mang tay trái xuống. Rồi từ đây đưa ý thức về đầu gối phải. Hít vào, mở gối phải ra. Chị Hà lựa cái vai ha. Dung sẽ lựa cái lưng và cái hông, nó sẽ rất là dễ chịu. Thở ra mềm sâu lưng, hông và vai. Lần hai, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, bạn thở hết ra. Từ đây, nhẹ nhàng đưa tay phải sang bên phải. Thu chân phải trở về. Hạ trán mũi trở về thảm. Duỗi hai tay úp xuống thảm, mềm vai xuống. Duỗi hai mũi chân, đưa ý thức về vùng cột sống lưng dưới và hông. Chúng ta lắc nhẹ hông qua trái và qua phải. Thả lỏng nào. Thấy nó tác động vào cột sống là đúng. Hai vai thả lỏng. Đúng rồi. 3, 2, 1. Rồi trở về giữa. Nhẹ nhàng hít đầu, thu tay trái về ngang ngực. Co gối trái lại. Rồi thở ra, nhấc đùi trái. Bước chân trái qua bên phải. Nhấc đầu lên. Hạ mang tay phải xuống. Thu tay trái về ngang ngực. Đưa ý thức về đầu gối chân trái. Hít đầu đẩy gối trái ra phía sau. Thở ra hạ mềm xuống. Giữ nguyên thả lỏng. Tiếp tục vào hơi thở. Nhả cơ vai, nhả cơ lưng. Hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần ba, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Rồi từ đây, duỗi cánh tay trái sang ngang. Úp trán mũi, thu chân trái trở về. Hạ mềm trán mũi xuống thảm. Duỗi mềm cánh tay sang ngang. Tiếp tục hạ mềm hông, lưng. Rũ nhẹ. Lắc nhẹ cái hông. Mềm cái vai ra. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về giữa. Hai tay thu về ngang ngực. Nhẹ nhàng hít thật sâu. Trải rộng bàn tay. Nâng thân người, vươn lên. Thở ra thật chậm, khép cằm thu về cổ, đóng khung sườn, nâng hông, kéo mông về gót chân, duỗi dài các đốt sống cuộn xương cụt, hướng xuống thảm, mềm vai xuống, mềm tay xuống. Đưa ý thức về vùng lưng dưới và vùng hông, nhẹ nhàng cuộn nhẹ xương cụt xuống thảm, duỗi đầy cái hông ra sau, mềm sâu lưng giữa.
và lưng trên. Hít vào thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống xuống tận dưới cùng cụt. Từ từ thở ra thật chậm nhả những thán khí từ cùng cụt, lưng dưới, lưng giữa và lưng trên ra bên ngoài. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra đi nào. Một lần nữa, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm thả lỏng và thư giãn, phục hồi các đốt sống vùng lưng, vai, thả mềm hơn nữa. Rồi từ đây, trải rộng lòng bàn tay, hít thật sâu, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra bạn chống hai ức bàn chân, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Trải rộng bàn tay ra, nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai, kiễng nhẹ gót chân, đẩy lên hông, đưa rốn về gần đùi, nhả mềm đôi vai ra. Hít thật sâu, quận nhẹ xương cụt lên. Thở ra nhả mềm đôi vai xuống. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Đưa ý thức về chân phải. Hít thật sâu, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Hạ mềm gối trái xuống thảm, duỗi mềm mũi chân trái, hai tay đan vào nhau. Hít vào đẩy căng bàn tay đặt lên đùi phải. Thở ra duỗi ngực đẩy căng vai. Hít vào thật sâu, tiếp tục đẩy căng lên. Thở ra hạ mềm háng xuống. Hít hai đẩy căng lồng ngực. Thở ra hạ mềm háng. Hít ba duỗi căng lồng ngực rất là dễ chịu, quận xương cụt hướng về rốn nạm. Thở ra mềm háng xuống. Một lần nữa hít vào căng lồng ngực nào. Thở ra mềm háng, quận nhẹ xương cụt. Rồi tách hai tay hạ xuống thảm. Rồi ai giữ được thăng bằng thì chúng ta sẽ làm theo cái bài tập này. Ai chưa giữ được thăng bằng chúng ta sẽ làm theo cái hướng dẫn sau. Luyến, Hương, Huyền, Yến và chị Hồng, ai giữ được thăng bằng thì sẽ làm thế này nha. Cái chân sau mình chống ức lên này, hít vào mình đẩy chân và tay này vươn lên này, thở ra duỗi gối này, nhấc cái bàn chân gập người này, phải giữ được thăng bằng ha. Sau đó hít vào thì lên này, hạ này, thở ra chìm này, được không ạ? Rồi những người chưa giữ được thăng bằng thì chúng ta làm như sau: hít vào duỗi ngực lên, thở ra chúng ta duỗi gối, quận xương cụt cũng nhấc chân, được không ạ? Nhịp nó vẫn như thế và hô nó vẫn thế, nhưng mà cách làm thì mỗi người sẽ khác nhau. Sau đó thì chúng ta, nếu những người mà chưa giữ được thăng bằng mà sau chúng ta giữ được thì chúng ta sẽ thử ở những nhịp sau, đúng không ạ? Sau đó hít vào chúng ta lại lên này, duỗi ngực này, thở ra lại tiếp tục như này, được không ạ? Rồi ai đau gối, chú ý bài tập này sẽ rất tốt cho lưng, vai và thon gọn toàn thân, nhưng chúng ta phải chú ý bảo vệ cho mình cái khớp gối. Bạn hãy gập cái thảm của bạn lại, gập dày hơn một chút cũng được, đặt cái gối của bạn lên cái thảm, đúng không ạ? Rồi hãy bảo vệ khớp gối, gập thảm đi ạ, không thể coi thường khớp gối đâu ạ. Cái gối rất là quan trọng. Sau khi bạn thấy cái thảm này nó rất là êm rồi thì lúc đầu bạn ở level 1, sau đó bạn lên level 2 cũng được, đúng không ạ? Rồi từ đây rồi chúng ta đang bước cái chân phải ở trên, đúng không ạ? Gối của chúng ta đang ở trên trên cái phần này rồi, chống cái ức bàn chân sau lên. Rồi lớp ta nếu mà ai làm được level 2 thì làm hết level 2, đúng rồi, có khăn như chị Hà cũng được. Chống tay này, hít vào từ từ đẩy ngược lên. Những người level 1, những người level 2 vươn này, thở ra này, đẩy hông này, rồi mềm hông này, mềm tay này. Hít vào tiếp tục, người cũ thì lên này, được không ạ? Người mới thì vươn này, được không ạ?
có đồng đều được không ạ? Hay là làm giống nhau xong là nâng level lớp mình? Sợ lại cứ phải theo hả? Làm giống xong nâng nhá. Tại vì là sợ một số người là đang yếu hơn ấy. Đó. Rồi thì chúng ta nếu làm giống hơn thì phải để ý cái gối. Gối của chị Hà thế ổn không? Em thì gối em toàn xương nên là em phải lót kỹ lắm. Rồi dùng cái háng thế hơi cao ấy. Háng hạ xuống, háng như chị Vân là ok. Hạ cái háng sâu xuống. Khánh háng hơi cao rồi. Duỗi này để làm sao cái khớp háng này chìm như này. Chống cái ức bàn chân sau lên như này để nó chắc, đúng không ạ? Rồi chống bàn tay này, hít vào duỗi ngực nào, cả lớp cùng làm ha. Thở ra khép cằm, rồi duỗi gối nhấc bàn chân cuộn xương cụt mềm vai mềm trò. Hít hai duỗi ngực, hạ mềm háng, nâng cằm lên. Thở ra khép cằm, duỗi gối nhấc bàn chân cuộn xương cụt. Hít ba duỗi ngực, nâng lên. Thở ra khép cằm lại, duỗi gối cuộn xương cụt, duỗi dài lưng mềm vai xuống. Dung đưa ý về xương cụt, cuộn nhiều và duỗi dài hông ra sau. Một lần nữa hít sâu, duỗi ngực hạ mềm háng trái, đẩy ngực lên, nâng nhẹ cằm mềm vai xuống. Thở ra khép cằm lại, duỗi hông, nhấc bàn chân duỗi gối mềm vai và trò. Hít thở đều và giữ ở đây 5 4 3 2 một, rồi tất cả hít vào chúng ta duỗi hạ mềm khớp háng, vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra chúng ta duỗi gối chân phải, nhấc bàn chân phải, đẩy hông ra phía sau, thân người song song, cánh tay song song. Hít vào từ từ vươn tay hạ mềm khớp háng vươn lên. Thở ra tiếp tục duỗi gối phải, nhấc bàn chân đẩy hông, duỗi thẳng cánh tay song song. Hít ba, hạ bàn chân phải, hạ mềm khớp háng trái. Thở ra, nâng gối, duỗi bàn chân ra, duỗi cánh tay. Một lần nữa hít vào, hạ mềm khớp háng, vươn tay lên. Thở ra, duỗi gối chân phải nào. Duỗi dài cánh tay, cuộn xương cụt, mềm hai vai. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hạ bàn tay trở về thảm. Hít sâu duỗi gối chân phải, hạ bàn chân. Thở ra nhấc bàn chân trái, bước chân phải trở về sau cùng chân trái đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quặn xương cụt lên. Thở ra nhả mềm đôi vai, trải rộng lòng bàn tay. Hít thở đều bạn giữ ở đây 5 4 3 2, 1, đưa ý thức về chân trái, hít sâu, lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái. Rồi, rất tốt. Hạ mềm gối phải xuống thảm. Hạ mềm gối phải xuống thảm, duỗi mềm mũi chân. Hai tay nâng lên, đan tay, đặt lên gối trái hoặc đùi trái. Hít sâu, đẩy căng lồng ngực. Thở ra mềm háng, quặn xương cụt xuống thảm. Hít hai đẩy căng lồng ngực, duỗi tay đẩy vai. Thở ra mềm sâu khớp háng xuống. Hít ba nào, duỗi căng lồng ngực nâng lên. Thở ra mềm sâu xuống. Hít bốn đẩy căng lên và thở ra hạ mềm xuống. Từ đây hai tay vươn lên hít thật sâu. Thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thẳm, chống ức bàn chân phải. Thở hết ra duỗi gối trái, đẩy hông, nhấc bàn chân trái, cuộn xương cụt mềm vai và trỏ xuống. Quan sát cột sống lưng được kéo giãn. Hít hai đẩy chân trái về phía trước, mềm sâu khớp háng phải, duỗi ngực nâng cằm. Thở ra khép cằm lại, duỗi gối chân trái, đẩy hông, nhấc bàn chân trái, mềm vai và trỏ, rất tốt. Hai lần nữa, hít thật sâu. Rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, duỗi hông ra, duỗi cái hông ra huyền, huyền trinh sát, duỗi, đúng rồi, tốt, chị Vân hạ mềm trỏ xuống cho nó đỡ với, đúng rồi. Một lần nữa hít vào, duỗi ngực lên, mềm háng phải xuống, thở ra khép cằm, duỗi hông, duỗi gối trái, nhấc bàn chân trái, cuộn xương cụt, mềm vai và trỏ xuống, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5 4
3, 2, 1, nhẹ nhàng hít sâu, đẩy chân trái về phía trước, mềm sâu khớp háng phải, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra chúng ta nâng hông, duỗi gối chân trái, nhấc bàn chân trái, đẩy hông ra sau, hai tay song song quận xương cụt lên. Rồi hít vào nâng tay, hạ bàn chân, hạ mềm khớp háng. Thở ra chúng ta duỗi hông, nhấc bàn chân trái, rồi đẩy hông, hai tay song song. Hai lần nữa hít sâu, duỗi gối đẩy hông, nâng lên nào, nâng ngực lên, chìm háng xuống. Thở ra, nâng hông, duỗi gối, đẩy hông, nhấc bàn chân, cuộn xương cụt lên nào. Rất tốt, một lần nữa hít thật sâu, mềm vai xuống tha lỏng. Từ từ thở ra, duỗi gối, nâng hông, rồi nhấc bàn chân lên, cuộn xương cụt nào, thân người gập xuống. Từ đây chúng ta hạ bàn tay trở về thảm, duỗi mềm vai, đẩy hông ra phía sau, cuộn xương cụt lên bầu trời, hạ bàn tay xuống. Hít thật sâu, từ từ đẩy chân trái về phía trước, vuông góc. Thở ra chống, nâng chân phải lên, bước chân trái trở về sau, cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhẹ nhàng hít thật sâu, nhấn lực về bàn tay. Thở ra đẩy lên vai. Thở hết ra đẩy lên hông. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng đưa ý thức về chân phải. Hít sâu lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước chân phải phía sau cổ tay phải. Cách cổ tay phải khoảng nửa bàn tay. Sau cổ tay phải. Rồi chúng ta chống 10 đầu ngón tay. Thở hết ra, duỗi cái hông ra phía sau, duỗi gối chân phải, mềm vai cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay phải, hít vào đưa tay phải nắm lấy cổ chân phía sau chân phải. Thở ra ôm cái cùi chỏ tay phải, ôm vào sau, đúng rồi, tốt. Hết cầm thu về cổ, hít thở đều và giữ. 3, 2, 1. Hít vào tách tay phải, hạ xuống thảm. Thở ra xoay mũi chân trái, di chuyển hai tay sang trái. Rồi từ từ đẩy hông sang bên trái, nhấc bàn chân phải lên, hai tay chắp lại trước ngực. Đúng rồi, đẩy hông. Ai không tốt thì ngồi xuống, sau đó khép chân, gập người. Dung làm này tốt hơn ha. Dung về cái này nha. Rồi, còn những người còn lại vẫn giữ nguyên như này. Rồi, hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, chìm hông xuống. Hít hai. Và thở ra. Hít ba. Và thở nào mềm sâu xuống. Quan sát đùi hông mông, lưng vai thả lỏng nào. Quan sát sự căng giãn đùi trong và đùi sau chân phải. Từ đây tách hai tay. Rồi dung co chân lại nào. Hít vào từ từ duỗi mũi chân phải, nâng hông. Di chuyển hai tay và thân người trở về thảm. Xoay mũi chân trái, hạ lòng bàn tay xuống thảm. Thở ra bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai, kiễng nhẹ khót chân. Từ lực ở vai đẩy lên hông, đưa rốn về gần đùi. Quan sát toàn bộ mặt sau thân người được kéo giãn. Nhẹ nhàng đưa ý thức về chân trái, hít sâu, lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về phía sau cổ tay trái, cách cổ tay nửa bàn tay. Thở ra chống 10 đầu ngón tay lên. Chống 10 đầu ngón tay lên nào. Duỗi cái hông ra phía sau. Duỗi cái hông, đúng rồi. Rồi hạ mềm gót chân phải, gập thân người xuống. Đúng rồi. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ mềm bàn tay phải xuống, tách tay trái, nắm phía sau cổ chân trái. Rồi áp sát mặt về chân,
hít thở đều, bạn giữ quận xương cột lên 3, 2, 1, thật chậm, hít vào tách tay trái trở về thảm, xoay mũi chân phải, hướng sang phải, di chuyển hai tay sang bên phải. Thở ra, chúng ta mở mũi chân phải, hạ háng xuống, hai tay chắp lại trước ngực, dựng cổ chân trái lên, rồi dùng cái lưng của em đang bị gù như này, đẩy lưng lên, đúng rồi, nhẹ nhàng hít thật sâu, dựng cổ chân lên khánh. Chị Hồng ơi, chị Hồng đang bị đổ người này quá, quận mông xuống, cái chân bên phải tiến lên một tí thì nó đỡ bị đổ, đúng rồi. Từ từ thở ra thật chậm, lần hai hít sâu và thở ra mềm hông háng, rồi mềm lưng dưới, tốt. Lần ba hít sâu và từ từ thở nào. Một lần nữa hít sâu, thả lỏng và thở ra. Chống hai bàn tay xuống thảm, hít vào, nâng hông lên, di chuyển hai tay và thân người trở về phía trước thảm, xoay mũi chân phải, thở ra, trải rộng lòng bàn tay, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế bên ngược. Hít thật sâu, lướt chân phải nâng lên, kiễng gót chân trái, thở ra, co gối phải, rồi đưa cái bàn chân quắp lấy cái thảm, duỗi nó ra, duỗi cái thảm nó ra, duỗi cái thảm ra, rồi bước chân phải về cạnh ngoài tay phải, cạnh ngoài tay phải, hạ mềm hai cùi chỏ tay xuống song song, duỗi cái lưng ra phía sau, hạ mềm khớp gối trái xuống, duỗi mềm cái mũi chân trái, khép cằm lại, rồi nó sẽ vào lưng dưới và nó lại sẽ vào cả cái phần háng và khung chậu. Nhẹ nhàng hít thật sâu, duỗi ngực mềm háng, thở ra mềm vai hông lưng, hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, chậm rãi hít thật sâu, nhấn lực về tay trái vào trò trái, thở ra, ai đó nhấc được chân trái lên, luồn tay phải qua bên chân trái, nắm bàn chân, xoay cảm hướng vai trái, không nắm được chúng ta duỗi như thế này, đúng rồi, không nắm được chúng ta duỗi mềm cái vai ra để nó giãn cái vai, giữ 3, 2, 1, xoay cằm hít vào, thu tay phải trở về, thở ra, duỗi chân trái, thu hai tay chống bàn tay, rồi tiến tay ra ngoài, tiến chân vào trong, rồi hạ chìm hông xuống, ai hông tốt thì sẽ hông ngang, ai chưa tốt thì sẽ hông dọc, gối sẽ ở giữa đường kẻ, đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ dễ chịu hơn. Cái gối đây chúng ta duỗi thẳng, sau đó chúng ta vươn dài hai tay về phía trước, gập sâu thân người hướng xuống thảm, khép cằm thu về cổ, mềm hông xuống, duỗi lưng ra, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi cánh tay ra khánh, trải rộng lòng bàn tay, từ từ thở ra thật chậm, mềm hông lưng xuống. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra, thả lỏng. Từ đây, thu hai tay về ngang gối, trải rộng lòng bàn tay, hít vào nâng thân người trở lại, thở ra chống ức bàn chân trái, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời, đưa ý thức về chân trái, hít sâu lướt chân trái nâng lên, thở ra bước chân trái về cạnh ngoài tay trái, duỗi mềm mũi chân phải, hạ mềm mũi chân xuống, hạ mềm hai bàn tay và trỏ tay song song, mắt hướng nhìn về giữa hai cẳng tay, nhẹ nhàng hít thật sâu, mềm khớp háng, duỗi ngực nâng cằm, thở ra khép cằm mềm vai, quan sát sự căng giãn thư giãn vùng hông lưng, hít thở đều, bạn giữ ở đây 5 4 3
hai, một giữ nguyên trỏ phải và bàn tay phải, hít vào, từ từ nâng chân phải lên, luồn tay trái ra phía sau, thở ra tay trái nắm lấy mu bàn chân phải, ai không nắm được chúng ta duỗi thẳng cánh tay, rồi cằm xoay về giữa, hít thở đều và giữ, ba, hai, một, hít vào, thu tay trái trở về thảm, hạ chân phải trở về, rồi hai tay nâng lên. Thở ra chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, bước chân trái trở về sau cùng chân phải đẩy mông hướng lên bầu trời. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, hạ gối trở về thảm. Thở ra duỗi mềm mũi chân, kéo mông về gót chân, duỗi hai cánh tay hạ mềm vai xuống, hạ trán mũi hướng xuống thảm, mềm hông, lưng, vai. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng hông, lưng, vai. Từ đây thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, từ từ nâng thân người lên. Rồi có thể chống bàn tay, nhổ cái mông lên, tách hai chân, bắt chéo hai chân, đưa mông hạ xuống thảm. Rồi đưa hai chân về phía trước, hai tay ra phía sau, các ngón tay hướng về mông, nhẹ nhàng hít thật sâu, nhấn lực với bàn tay, đẩy căng lồng ngực lên, đẩy hai đầu vai ra phía sau, thở ra chúng ta trải rộng bàn tay, nâng cái mông, đưa mông về gần gót chân, thở hết ra khép cẳng, thu về cổ, quặn xương cột xuống thảm. Rồi từ đây chúng ta khép trỏ, nhẹ nhàng đưa ý thức về vùng cằm, hít sâu, xoay cằm sang trái, từ từ thở ra sang phải, rất tốt, thả lỏng. Hít vào sang trái, thư giãn cổ, thở ra sang phải, hít ba sang trái, từ từ thở ra sang phải, một lần nữa hít sâu sang trái, chậm chậm thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào về giữa, hai bàn chân áp sát, chống các ngón tay, thở ra đưa hai trỏ tay về phía trước, ngửa bàn tay, gập sâu thân người hướng xuống thảm, hết cằm thu về cổ, mềm vai xuống, duỗi hông, duỗi ngực. Đưa ý thức và hơi thở về vùng chậu, khớp háng và vùng lưng, nhẹ nhàng hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng cổ, gáy và đôi vai. Lần hai, hít thật sâu và thở ra thật chậm. Lần ba, hít thật sâu, từ từ nhả cơ, thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu, nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi thả lỏng, từ đây úp bàn tay xuống thảm, hít vào bạn nâng thân người trở lại, rồi xoay người, thở ra chúng ta hạ lưng xuống thảm. Co hai gối lại trong tư thế cây cầu. Hai tay úp xuống thảm, xuôi theo thân. Tách các ngón tay ra, khép cằm lại. Nhấc nhẹ vai, duỗi dài, hạ xuống thảm. Nhấc nhẹ hông, duỗi dài ra, hạ xuống thảm. Từ đây, hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, từ từ đẩy hông lên. Thở ra đan tay vào nhau, duỗi thẳng cánh tay, lách vai trái, nhấc vai vào trong, lách vai phải, nhấc vào trong, rồi duỗi thẳng cánh tay, khép cằm lại, duỗi cái hông đẩy lên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, tách hai tay. Rồi từ từ hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thở hết ra,
bạn khép cằm lại, co hai gối, hai tay đan vào nhau, ôm gối, nhấc vai lên, rồi hạ mềm xuống, khép cằm thu về cổ, kéo hai gối hướng về ngực, mềm vai, quặn nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ từ lăn người qua trái, qua phải, qua trái, thả lỏng, qua phải, trái, phải, một lần nữa, trái, phải, trở về giữa, rồi tách hai tay, vươn cao qua đầu, hít thật sâu, duỗi gối trái, dựng cổ chân trái, hạ gót xuống thảm, thở ra bước chân phải qua cạnh ngoài gối trái, rồi đưa tay trái đặt về gối phải, xoay người qua bên phải, rồi đưa tay phải xuôi theo thân, ngửa bàn tay, tay phải xuôi theo thân, ngửa bàn tay, xoay cằm sang bên phải, có thể nâng hông, đưa ra phía sau, chìm hông xuống, nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống và vùng vai, mở rộng lồng ngực, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu, nhẹ nhàng thở ra thật chậm nào, thả lỏng. Rồi từ đây, hít vào thu chân phải trở về, duỗi gối chân phải, co gối trái, thở ra bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, tay phải đặt lên gối trái, xoay người sang phải, rồi nâng hông đẩy ra phía sau, rồi nhấc vai hạ mềm xuống, rồi xoay tay trái ra phía sau, ngửa bàn tay trái, mềm hông, lưng, di chuyển và làm sao để mình cảm nhận sự thoải mái nhất vùng hông, đai thắt lưng, vai, ngực. Từ từ đưa ý thức và hơi thở về vùng cột sống thắt lưng, vùng vai và vùng ngực. Nhẹ nhàng hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết đi nào. Một lần nữa, hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi, rất tốt. Từ đây tách tay phải, hít vào thu chân trái trở về, thở ra co hai gối. Rồi hai tay xuôi theo thân, hít vào nâng hai bàn chân lên, thở ra duỗi gối, bàn chân hướng lên trần nhà, ngửa bàn chân ra, duỗi gối, duỗi gối, đúng rồi, hít vào duỗi mũi chân, duỗi mũi chân về phía trên trần nhà, duỗi mũi chân, thở ra đạp căng gót chân, hít hai duỗi mũi chân, thở ra đạp căng gót, hít ba và thở ra khép cằm lại, hít bốn và thở ra, hít năm và thở nào. Rồi từ đây gập các ngón chân, thả lỏng, gập thả, gập thả, gập thả, gập thả, gập thả, gập thả, rồi trùng gối. Chúng ta xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, trùng gối, 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại, 5, 4, 3, tốt lắm, 2, 1, rồi duỗi hai gối ra, hạ hai gót chân xuống 2 mét thảm, mũi chân hướng ra ngoài mép thảm. Hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Nhấc lưng dưới, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm. Nhấc vai và lưng trên, duỗi dài và hạ mềm xuống. Hai tay sang ngang, chếch một góc hơn 45 độ, ngửa bàn tay xuôi theo thân. Tách các ngón tay rộng ra, tách nhẹ vai, hạ mềm xuống thảm, khép cằm lại. Thả lỏng cổ gáy.
hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ ngửa bàn tay lên, các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận thật sâu sự trải dài của các đốt sống vùng lưng, sự thả mềm của trái tim, sự thả lỏng của hai lá phổi và sự thư giãn của toàn bộ thân, thân trên, thân giữa và thân dưới. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. 3 vòng
từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, trở về giữa. Hai tay đặt lên rốn, hai chân co lại, đan tay vào nhau. Hít thật sâu, đẩy căng cánh tay hướng lên trần nhà. Thở ra hạ mềm hai bả vai xuống. Hít hai đẩy căng cánh tay, dán cả thắt lưng và vai. Thở ra hạ mềm xuống. Một lần nữa hít vào và thở ra hạ mềm xuống, tách hai tay. Rồi nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên ạ. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, nóng thêm chút nữa, nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa nào. Tiếp tục thêm chút nữa. Rồi đưa hai tay áp vào mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.